Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập toán 1. Tập 1 này các em, bộ cánh diều. Đây là quyển bộ sách cải cách cho năm học 2020, bắt đầu áp dụng từ năm 2020-2021 nhé. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào các cái bài tập của cái bài 5, đó là các số 7, 8, 9. Yêu cầu số 1 là yêu cầu các em viết các cái số, viết các cái chữ số nó thể hiện cho các cái vật hoặc đồ vật xuất hiện trong các cái bức tranh. Ở cái bức tranh thứ nhất đây, các em đếm xem thử có bao nhiêu con gấu thì các em sẽ viết số tương ứng vào đây. Như vậy các em sẽ cùng đếm nào, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy ở đây có 8 con gấu, các em ghi số 8 vào. Ghi số 8. Tương tự, các em sẽ đếm ở bức tranh thứ hai đây. Các em đếm xem thử có bao nhiêu chiếc đèn ông sao nhé. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc đèn ông sao. Như vậy, các em ghi số tương ứng là số 7. Cuối cùng, chúng ta sẽ đếm số ô tô. Các em đếm cho cô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy có 9 cái ô tô. 9 cái ô tô thì các em sẽ điền số tương ứng ở đây là số 9. Sang bài tập số 2, yêu cầu các em vẽ số hình phù hợp theo mẫu. Như vậy mẫu ở đây người ta vẽ số 4 thì người ta vẽ 4 cái tam giác đây, 1, 2, 3, 4. Đây số 7 thì các em sẽ vẽ cho cô 7 cái tam giác, 7 hình tam giác. Chúng ta sẽ vẽ nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hình tam giác. Như vậy thì các em sẽ tô màu vào. Ta lấy bút chì chúng ta tô vào. Đây. Bên này là số 9. Số 9 thì các em sẽ vẽ cho cô 9 hình tam giác. 9 hình tam giác các em vẽ vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hình tam giác. Các em cũng lấy bút chì chúng ta tô màu các hình tam giác này. Đây chúng ta sẽ tô màu các hình tam giác. Tiếp tục sang bên này. Sang bên này thì chúng ta có cái số người ta viết ở đây là số 8. Các em sẽ vẽ cho cô 8 hình tam giác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không nào? Rồi các em cũng ngồi tô màu 8 hình tam giác này theo như mẫu của người ta ở hình phía trước này đây. Như vậy là chúng ta đã đi xong hai bài tập đầu tiên. Bài
Bạn nào vẫn chưa làm xong thì em hãy dừng lại một chút để làm cho xong. Cô tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu các em điền các cái số thích hợp vào cái dãy số này. Vậy chúng ta có số 1, số 2, rồi đến số mấy? Rồi đến số 3 đúng không ạ? Như vậy các em sẽ ghi số 3 vào đây. Sau số 3 thì đến số 4 đúng không? Thì các em ghi số 4. 1, 2, 3, 4, 5, rồi đến số 6, 7, rồi đến số 8. Và 8 thì đến số 9. Như vậy các em sẽ viết các cái số còn thiếu để chúng ta tạo thành một cái dãy số liên tiếp tăng dần đây. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu các em điền số các cái đồ vật này. Phía trên này xuất hiện bao nhiêu lần thì các em điền số tương ứng vào. Ví dụ chúng ta có hộp quà thì các em nên đếm lên từ trên này hộp quà xuất hiện bao nhiêu lần. Chúng ta có 1 này, 2 này, 3 này, 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy có 8 hộp quà thì các em sẽ ghi số tương ứng ở đây là số 8. Các em sẽ đếm thêm thử có bao nhiêu quả bóng. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quả bóng thì các em sẽ ghi số 9. Tiếp tục các em sẽ đếm số quyển sách. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quyển sách. Đúng không? Có 7 quyển sách thì các em sẽ ghi số tương ứng ở đây là số 7. Phần ở phía dưới này thì các em hãy ngồi viết các số 7, số 8 và số 9 theo mẫu. Chúng ta sẽ viết vào các cái phần chấm chấm ở phía dưới này, vào các cái ô vuông còn trống ở đây. Thì em hãy ngồi, quý phụ huynh hãy ngồi kèm các con để chúng ta viết hoàn thiện các số 7, 8, 9 theo mẫu nhé. Trên đây là chúng ta đã vừa đi xong được các bài tập của bài 5, trang 12, 13 trong vở bài tập toán lớp 1, bộ sách cải cách, bộ cánh diều. Để ủng hộ cho kênh thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh, chúng ta hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông sau khi xem. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.